Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn trở lại kênh của Amy ngày hôm nay nha. Bây giờ là Amy đã sơn xong cái bộ móng của khách này nè. Bây giờ là Amy sẽ vẽ bốn ngón cho cổ nha. Trước tiên là Amy sẽ vẽ cái ngón màu trắng trước, sau đó sẽ vẽ ngón út nè. Và cái ngón đây là Amy sẽ vẽ một trái tim nha. Tim của em mì là không cần chấm gì, mình canh cho đều ok là mình vẽ rồi. Các bạn thấy là mì đã xong ha. Khi mà đi cái vòng ngoài xong, em mì mới tô lại cái vòng trong. Đó, trái tim màu gold, chứ không thích màu hồng màu đỏ nha các bạn. Rồi bây giờ em mì sẽ canh vẽ trái bên đây luôn, cho nó tương đối với trái bên đó. Hình này là của cô khách đem lại cho em mì nha các bạn. Bây giờ thời buổi 4.0 này là mẫu khách đem lại thôi, chứ không có mẫu của mình muốn vẽ gì vẽ nữa. Thỉnh thoảng thì cũng có một hai cô khách kêu mình muốn vẽ gì vẽ, còn phần đông là bây giờ các cô khách lên mạng lấy mẫu không. Rồi các bạn thấy hai trái tim em mì vẽ tương đối rồi, thấy chưa, mình canh với nhau mình vẽ tương đối thôi. Rồi bây giờ em mì sẽ cho hơ cái bàn tay bên đây trước nha. Rồi đây mình làm từ từ, tại vì sơn mà keo đây mình cho hơ. Rồi bây giờ ở đây cái ngón này thì sẽ vẽ một cái đường lai màu đen đi xuống, ở trên đây vẽ một cái đường lai màu đen đi xuống. Rồi, mình sẽ vẽ một cái đường lai màu đen mỏng đây nha các bạn. Em sẽ vẽ ở bên đây bốn ba cái đường lai màu gold. Các bạn thấy một nè, hai cái đường lai màu gold đây, ba cái đường lai màu gold. Rồi em vẽ xong nha. Rồi qua bên đây cũng vậy, em vẽ luôn ba cái đường lai màu gold đây. Keo luôn nha các bạn. Rồi bước kế tiếp là em sẽ vẽ cái đường màu đen, cái đường màu đen thẳng ở trên đây thì trái tim đi xuống. Rồi rồi sau đó là em mình sẽ dùng cái chấm nha. Em mình sẽ chấm hai cái chấm màu gô bự nha. Rồi ở đây một chấm màu gô bự ra. Rồi ở đây một chấm màu gô rồi bự ra nha. Sau đó em mì sẽ chấm mấy chấm màu đen. Màu đen là em mì rất keo đặc nha các bạn. Em mì chấm cho cái hộp nó cộm lên nè. Rồi rồi là em mì đã xong. Đó một trái tim màu gold nha. Rồi giờ qua bên đây em mì cũng sẽ chấm màu gold nữa. Mày thấy có đúng đầu chưa? Đúng rồi, mình sẽ lấy đồng đầu đây, một chấm màu vô. Bự ra đây một chấm màu vô. Rồi sau đó mình sẽ chấm màu đen keo đặc nè, một chấm ngay giữa đây. Rồi dưới đây chấm hai chấm nè. Rồi bây giờ em mình cho hơi nha. Rồi bây giờ kế tiếp em mình sẽ làm cái bước kế tiếp cho cái ngón út. Sau đó em mình sẽ dùng màu trắng nè,
mày dùng màu trắng đặt cho nó ốc nè. Màu trắng là mày đặt trên đây nha. Đây, mày đặt màu trắng keo nha các bạn. Rồi màu trắng nè. Ba gạch màu trắng. Rồi đây là gạch màu trắng nữa nè. Rồi tương đối cho nó đều đều, có đường nét cho nó đẹp nha các bạn. Rồi cái này cố gắng gạch cho nó ngay, cho nó đẹp. Rồi trên đây là gạch màu trắng nữa nè. Rồi đây màu trắng nữa đây. Rồi mình đã xong ba gạch màu trắng rồi. Rồi bây giờ mình chuyển sang màu đen nha. Cái mẫu của cổ là đơn giản như vậy đó. Vẽ tình nhân nhưng mà không có làm màu đỏ màu hồng nha, cũng tùy theo khách đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang màu đen keo nè. Rồi bây giờ mình sẽ gạch màu đen nha. Rồi dưới đây một cái đường nhỏ đó. Rồi là mình đã xong. Rồi qua đây cũng vậy. Đó. Rồi dưới đi em này mình gạch thêm đường đen. Rồi các bạn thấy cái mẫu rất là đơn giản. Rồi giờ mình cho hơi qua đây. Như vậy là mình đã xong đó các bạn. Mình đã xong bốn ngón giả nha, vé màu đen, màu trắng với màu gold nha. Cái khách này thì cổ không có vẽ mấy cái màu của lễ tình nhân, cổ chỉ vẽ cái mẫu thôi. Rồi đây các bạn thấy phút chủ nhật nè, các bạn thấy không, hai trái tim màu gold với hai ngón giả sập, rất là đơn giản. Còn những ngón này là để không như vậy đó. Vậy là mình xong bốn ngón giả cho tôi khách ngày hôm nay đó các bạn. Với sơn cái màu này cũng hơi nu nu, rất là đẹp. Rồi bây giờ cái bước cuối cùng lại mình sẽ bỏ nước bóng lên nha. Sau khi bỏ nước bóng lại mình đã hoàn thành xong cái bộ móng của khách ngày hôm nay nha. Em mình cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của em mình. Các bạn yêu mến em mình thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ những cái video mới của em mình nha các bạn. Em mình xin thân ái chào các bạn.